ớt nó đã được nhỏ hết rồi, cái em nhìn sợi mì này nhìn vô cùng hấp dẫn luôn, ngon như này mà không ăn thì phí quá. Em cho chị ăn đến khi nào mà hết bát ô tô này không chứa vào hết bao. Em vừa mùi em lại thấy tinh mùi lại thấy cay đúng không? Cay mà chị xin lỗi. Nếu mà sau này lỡ mà có bạn nào mà thử thách chị ăn mì cay răng mì, chị nói trước là chị sẽ không thể ăn được. Bởi vì chị đã ăn đến thứ ba và chị đã xin đầu hàng. Đầu hàng thực sự luôn. Đầu hàng vô điều kiện luôn các em. Cay. Bởi vì chị cũng không ăn cay tốt lắm. Nhưng mà nó cay kinh khủng luôn. Ngon. Đấy còn bạn Su thì đã ngon quá là ngon đấy. Nhất là bạn dâu tây này, bạn phải ra nhiều quả nhá. Ủa anh dâu tây nhiều hoa quá, không có quả nhỏ rồi này. Cái này là Su thích dâu tây lắm đây, nên là chị đã phải trồng ở dâu tây cho Su đây. Em dậy rồi à? Đây chị đang tưới cho các bạn ăn đây này. Đi sang giờ này chị chưa nấu mì đó, sang giờ này chị chưa nấu ăn sáng đấy. Em ngủ bây giờ, em bây giờ em hỏi chị vì sao không nấu. Chị đang cho các bạn đây tưới cây cho các bạn đây này. Thế bây giờ em ăn gì nào? Để chị đi chị sẽ mua cho em. Chị biết này, đây, em sẽ ăn cái gì rồi mà? Ăn gì giờ? Em ăn gì cháo nhá? Ăn mì á? Đây mì siêu cay, ở đây là mì Hàn Quốc. Mì Nhật à? Ui, cái răng mì này thấy bảo cay lắm ý. Cái loại này à, dày cay à, ăn là đừng có hỏi luôn. Nhưng mà nó cay tan được loại này. Đây, em chuẩn bị một cái mì. À, đây là mì trẻ con của Nhật đúng không? Trời. Được. Thế thì bây giờ nhá, chị chưa tưới xong cây đâu. Bây giờ em chỉ còn nhiệm vụ tưới cây cho chị, còn chị sẽ xuống nấu mì cho em ăn, được không? Thế với em của em tất nhiên là cái đồ nhỏ xinh rồi. Em tưới cho chị mấy cái này. Nhớ tưới cái dâu tây cẩn thận nha em, nhìn này, quả bé xíu biết chịu này. Đấy, nhìn thấy không? Mấy đứa có dâu tây ăn rồi nhá, chị đi nấu mì nhá. Rồi, chị đã cắt gói mì ra rồi. Và bây giờ chị sẽ cho các em xem bên trong gói mì của chúng ta có gì nhé. À, ở đây là tiếng Hàn và chị cũng không biết đọc. Nhưng mà chị nhìn thì thấy ở đây là có hành hay sao ấy. Có hành và nấm. Ở bên Nhật thì chị thấy các cái gói gia vị rất là hay ở chỗ đấy. Họ cũng là hai con lấm. Em xem nha. Đúng như chị nói luôn các em nhìn này. Chị xé luôn này cho em nhìn. Đó, có cà rốt này, rong biển này và cả nấm nữa, rất là ngon luôn. Còn đây là một gói nước sốt. Nước sốt này nó là dạng lỏng các em ạ. Nếu mà mình cắt bây giờ nó sẽ bị đổ chắc ở gói sốt này. Trong này có rất nhiều ớt nên là đây là loại cực kỳ cay luôn ấy. Chị thấy răm mì này là cay lắm ấy. Còn đây là sợi mì, các em nhìn này. Sợi mì rất là to. Nhưng mà đây là mì để ăn rất là ngon. Chị thích mì này lắm. Các em nhìn này. Một cái gói bánh này rất là to luôn. Một mình chị ăn thì chắc là chưa chị khỏi phải ăn cơm ấy. Chị xung quanh mua cho bạn cho chị tâm lý quá luôn. Đó. Còn đây là gói mì của Nhật của bạn Su, đây là dành cho em bé này. Đấy, mì này thì không hề cay. Nên là bạn Su của chúng ta sẽ ăn được. Và bạn Su lúc nào ăn mì cũng thích có một quả trứng. Vì vậy mà chị đã chuẩn bị một quả trứng rồi. Tí nữa chị sẽ nấu. Bây giờ chị đang đợi nước sôi nhé em nhé. Trong lúc đợi nước sôi thì chị sẽ ngồi chuẩn bị thêm mấy cái bát ô tô ra nữa. Để tí chúng ta... À nước sắp sôi rồi các em ạ. Bây giờ cái mì này thì là mì khô nhé, không phải là mì nước. Vì vậy mà chị tí chị sẽ trần mì với lấm này để cho nó nở ra. Và các em biết không, cái mì này á, mì của Hàn Quốc có một đặc điểm là chúng ta sẽ không thể ngâm được với nước nóng đâu. Ngâm với nước nóng thì ăn nó sẽ bị chuông. Các em ơi, chị đã cho mì vào để chị trần rồi đấy. Phải để một lúc nhá các em nhé, bởi vì mì này nó rất là không thể cho vào cái chín luôn được đâu các em. Sợi mì của nó rất là to, vì vậy mà chúng ta để một lúc. Đấy, các em nhìn rất là ngon đúng không? Chị đang rất là hào hứng đó. Xong sau đấy chị sẽ nấu mì cho bạn Su. Nhưng trước khi nấu mì cho bạn Su, chị sẽ trộn mì này trước nhé, cho các em nhìn thấy. Còn mì của bạn Su thì nấu bình thường thôi. Đấy, mì đã được trần xong rồi đấy các em. Bây giờ chị sẽ cắt gói này nhé, cho các em xem nhé. Đó. Wow. Đấy các em này. Wow. Đây là nước sốt các em ạ. Chỉ có tương nước sốt thôi. Ở trong này chị nghĩ rất nhiều ớt luôn. Đó. Trong lúc chờ đợi mì của bạn Su chị cũng đang nấu rồi, thì chúng ta sẽ trộn cái này trước. Wow, khá là hấp dẫn các em, mùi thơm lắm. Nhưng mà chưa gì chị đã ngửi thấy sực lức mùi cay rồi các em ơi. Đó, đây là chị đang chuẩn bị. Rồi. Và tí nữa chị sẽ cho các em biết cảm nhận khi ăn mì này nha. Đấy, chị đã nấu xong được 3 bát mì nhé các em nhé. Bây giờ chị sẽ cho bạn Su ngạc nhiên. Su ơi, mở mắt ra.
Đây là bát của em này, mì Nhật với trứng này của anh Quay thì làm mì tôm với ba con tôm, thương hiệu ba con tôm của chị. Còn đây là mì răm bi cay của chị này, các em nhìn này. Đó, của chị là mì trộn và chị không ăn gì cả, không có nước mì trộn mà. Đây của Su đây. Cái này sẽ phần cho anh Quay sẽ ngồi và xem bọn em ăn thử nha. Đây các em ơi, nhìn sợi mì của Nhật này các em này. Đấy, trắng muốt và rất là ngon trong. Còn sợi mì của Hàn của chị này, đó, rất là to. Wow, mà quan trọng là rất là nhiều ớt đây, cay lắm ấy. Đó, và khi chúng ta ăn mì thì chúng ta cũng cần phải có đồ uống. Đấy, như thế này là chúng ta đảm bảo được một bữa sáng rất là nhiều năng lượng này đúng không? Có mì này, có trứng này, còn có cả sữa chua nữa đúng không? Phát triển chiều cao. Đấy, bạn Trung của chúng ta sẽ thử nhé và cảm nhận cho mọi người xem nhé. Còn đây là mì của anh Quay này các em này. Sợi mì màu vàng này. Đấy, khác cái sợi mì của bọn chị. Nhưng mà anh ấy lại không thích ăn mì của Nhật và mì của Hàn. Anh ấy thích ăn mì của Việt Nam mình. Chị thì thích ăn sợi mì của Hàn lắm, bởi vì nó rất là to, ngon. Bây giờ chị sẽ ăn thử nhé. Chị thích ăn cay à? Ừ. Em mùi chị, em còn hỏi chị thích ăn cay à? Chị sẽ ăn thử xem là da mì nó cay đến mức độ như thế nào, nó có xả ra ớt không nhá. Chị không biết là chị đã cho nguyên cả một gói vào luôn. Cây nóng cây chảy nước mắt cho các em này. Đúng, mì này cay thật đấy. Chị chưa ăn mì nhiều cấp độ nhưng mà chị nói thật là ăn xong nhá, cái lưỡi của chị cảm giác nó đang bị phỏng với các em. Nó tê, nó rát. Nó rát kinh khủng luôn. Đúng rồi, như ở ngoài có mì các em ạ. Ăn ra đúng là xả ra toàn ớt ớt thôi. Đấy, của bạn Su kêu ngon quá bởi vì mì của bạn Su không hề cay luôn. Cái gói mì đấy là dành cho trẻ con nên là nó rất là, nó chỉ có mỗi bột canh thôi đúng không? Và có cả phô mai thì phải cái mì đấy. Nên là bạn Su ăn kêu rất ngon, của chị thì Su muốn thử của họ không? Ui, toát cả mồ hôi luôn đấy các em. Và đấy là chị mới ăn có một miếng ấy. Đây, ui, toát cả mồ hôi luôn. Chị nghe mọi ngày là chị chỉ ăn mì trộn tương đen thôi thì nó chỉ hơi cay cay thôi, nhưng mà hôm nay thì chị thấy nhiều bạn bảo chị là ăn thử mì răm mi đi, bởi vì mì đấy sẽ cho chị cảm giác rất là rô mốt. Và đúng là chị đang thấy chị đang rô mốt kinh điển luôn đấy các em. Rô mốt là gì? Rô mốt là chị đang toát hết cả mồ hôi lên. Không biết là chị liệu chị có ăn hết được cái bát mì này không chị Mi, và chắc chắn là chị sẽ không ăn hết được. Và với các bạn nhỏ thì chị khuyến cáo các em đừng nên ăn mì này nhé. Nếu mà các em cũng muốn ăn mì trộn thì chúng ta hãy ăn mì tương đen hoặc là loại nào được cay, đừng ăn răm mì mà siêu cay này, cay lắm. Chị nói thật, đây là mì răm mì siêu cay mà. Nên là chị cũng muốn ăn thử thì chị không hiểu là cái mì 7 cấp độ nó còn kinh khủng như thế nào nữa. Chị sẽ ăn thử một miếng nữa nhưng mà chị nghĩ là chị sẽ phải bỏ dở bát mì này và chị vô cùng cảm thấy tiếc. Nhưng mà bạn nào nếu mà ăn được cay thì có khi bạn ấy sẽ ăn được, còn chị thì... cay quá. Ê, quá xua này, xua này, xua này. Các em ơi, sau 2 miếng mì chị đã ăn hết, uống hết một chai rồi. Xua ăn xua, xua bên khác thôi, út thìa của em đấy. Em thích ăn mà. Vâng, em ăn cả thìa và nó cho nó dễ. Ừ. Này. Em ơi, bạn Su của mình thì rất là thích ăn trứng. Nhưng mà buổi sáng thì chị nghĩ là các bạn nhỏ nên ăn trứng đúng không? Trứng bởi vì có rất là tốt. Bắt, nào em ăn đi. Bạn Su của chúng ta còn bé nên là cầm đũa chưa tốt lắm. Đúng rồi, em không, miếng này là trong. À, thế tôi chỉ giúp Su nha. Các em nhìn này, sợi mì rất là ngon luôn. Thế này bạn nhỏ là chẳng thích đúng không các em? Đó. Và chúng ta sẽ cho thêm một miếng trứng. Cay quá các em ơi. Cay không thể, không thể chịu nổi luôn ấy. Nhưng mà các em ơi, cái vị cay này nó cay lồng. Nó không giống như kiểu ớt của mình là cay nó sẽ bị hắc. Cay là cay tê. Đấy, bạn Su của chúng ta rất là an toàn, mỗi một khi mà bạn ấy ăn là bạn phải nếm thử. Em ơi, mì này thì cũng không có hành đâu nhé, chỉ cho thêm một chút hành vào cho nó ngon hơn. Em nhìn, bát mì nhìn nó sẽ đẹp hơn đấy. Em nhìn thấy bạn Su có bát giống hệt bọn chị luôn, chỉ khác mỗi cái là bát bọn ấy nhỏ hơn thôi. Su thấy thế nào, mì chị nấu ngon không? Mì Su có ăn thử mì của chị không? Chị nghĩ là bạn Su mà ăn mì của chị xong bạn ấy sẽ khóc các em. Khóc thật luôn. Đến chị bây giờ chị cũng không ăn được đây và chị cũng còn đang phải để đây. Su ơi, sáng ra ăn mì có ngon không Su? Ở trường thì Su thường ăn gì hả chú? Ừ.
phở, cháo, súp, cơm. Cơm là bữa trưa đúng không em? Đó, nè. Su ơi, Su biết bây giờ ai là người khổ nhất không? Ông Quay. Đúng rồi, anh Quay, các em ơi, đây là bát mì của anh Quay. Rất là ngon với ba chú tôm rất là xinh xắn. Nhưng mà anh cũng không hề được ăn đâu các em. Và chị sẽ phải ăn thử mì của anh ấy nhá. Mì của chị cay quá. Chị sẽ lấy một cái thìa khác không, chị sợ là. Không, nhưng mì này cũng hơi, mì này chua cay các em ạ, nên là ăn mì này dễ chịu lắm. Bát này thì thực sự là chị phải bỏ. Chị khó có thể ăn được tiếp. Đấy, Su ơi, Su thử xúc ăn đi Su. Đây, chị sẽ cho lên đây. Xong rồi chúng ta cho thêm một miếng trứng nữa vào nhé, đầy đủ đúng không? Rất là, các em nhìn này, rất là xinh và ngon. Đó, đúa của em đây. Đấy, bây giờ xúc ngon. Nhưng mà chị thực sự rất là tiếc, bởi vì mì này rất là ngon. Nên là chị sẽ phải cố ăn thêm. Em vừa nhìn thấy đấy. Không phải ớt đâu, cà rốt em. Ớt là người ta cho vào một cái gói sốt ấy. Ớt nó đã được nhỏ hết rồi, các em nhìn sợi mì này. Nhìn vô cùng hấp dẫn luôn. Ngon thế này mà không ăn thì phí quá. Em cho chị ăn đến khi nào mà hết bát ô tô này. Không. Chứ không ăn hết bao. Em ngửi mùi em lại thấy kinh. Mùi nó thấy cay đúng không? Cay mời chị xin lỗi. Nếu mà sau này lỡ mà có bạn nào mà thử thách chị ăn mì cay răng đi nhá, chị nói trước là chị sẽ không thể ăn được. Bởi vì chị đã ăn đến thứ ba và chị đã xin đầu hàng. Đầu hàng thực sự luôn. Đầu hàng vô điều kiện luôn các em. Cay. Bởi vì chị cũng không ăn cay tốt lắm. Nhưng mà nó cay kinh khủng luôn. Ừ, đấy còn bạn Su thì đang ngon, quá là ngon đấy. Bạn ấy rất là hưng khẩn khi bạn được ăn. Còn chị thì sẽ ngồi nhìn và xít. Sợ đấy. Cay lắm. Em không thể tưởng tượng được đâu. Thôi chị xin phép em, chị phải đi uống nước. Cà có cay quá, Su ăn tiếp đi Su nhá. Vâng ạ. Một ba ca. Các em ơi, chị đã trở lại nhưng không hề lợi hại như xưa. Thì không thể ăn được chính thức ở chị đầu hàng. Còn bạn Su của chúng ta thì đang ăn rất ngon và chị sẽ ngồi ngắm bạn ấy. Tí chị sẽ xin anh quay một miếng vậy. Ai lắm ấy, chị uống hết 2 cốc nước và một hộp này rồi. Vẫn đang rất cay, miệng chị bây giờ vẫn cảm giác bỏng luôn. Đấy. Ớt nó đang bay hù 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 ra đấy. Thôi em được ăn mì ngon để em ăn đi. Ôi, chào các bạn đi rồi ăn đi chứ chị cay lắm. Các bạn ơi, hãy mua mì của mình mà ăn. Không đừng mua mì giống chị Ma Sang nhé. Chị Ma Sang xích xoa kìa. Chị đấy lại uống 2 cốc nước và một hộp sữa chua các bạn. Mà vẫn cay luôn môi, bắt đầu chuẩn bị sưng tèo hết rồi các em. Chào tạm biệt các bạn.